Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Khám Phá. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta nhìn thấy ai đang khóc lóc hoặc đang giả bộ buồn bã thì chúng ta thường nghĩ ngay tới câu nói, đó chính là nước mắt cá sấu. Vậy tại sao lại là cá sấu mà không phải là sinh vật khác? Có thực sự cá sấu là đại diện cho sự dối trá hay không? Ngay bây giờ, hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Từ nhiều thế kỷ trước có quan niệm rằng cá sấu bẫy con mồi bằng cách rớt nước mắt và sau đó dùng hàm răng sắc nhọn ngoạm con mồi khi nó lại gần. Thật kỳ lạ, một số người còn quan sát thấy cá sấu khóc trong suốt bữa ăn. Do đó, có thể một số người sẽ cáo buộc cá sấu giả dối vì họ thấy con vật xấu xí này khóc trong khi thưởng thức con mồi nó bẫy được. Vậy thì câu chuyện này có chút nào là sự thật hay không? Hóa ra nó không phải là câu chuyện không có cơ sở. Cá sấu thực sự nhỏ nước mắt trên xác chết của con mồi. Nhưng đừng nghĩ rằng chúng là những kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội, coi nhẹ cảm giác của mọi người, không có cảm giác hối hận hoặc xấu hổ, thao túng người khác, ích kỷ, vô lối, luôn lừa dối để đạt được mục đích của mình. Hành vi rơi nước mắt này là một bản chất sinh học, chứ không liên quan gì tới biểu hiện của cảm xúc giả tạo. Nhưng nhớ rằng cá sấu thực sự rơi nước mắt, giống như chúng ta hay những động vật khác như mèo, chó, trâu bò. Ẩm ướt tập trung trong mắt chúng và cuối cùng nhỏ thành giọt, trào ra khỏi mắt, chảy dài trên mặt như một chú hề buồn. Vấn đề là tại sao chúng lại khóc khi đang ăn? Rất khó thử để tìm câu trả lời. Chúng là động vật nguy hiểm và hơn nữa thường sống dưới nước nên thử nghiệm khi nào mắt chúng ướt càng khó hơn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu hồi năm 2006, huấn luyện 7 con cá sấu chuyển tới trạm cho ăn trên cạn và sau đó ghi lại phản ứng của chúng. Và sự thật không thể chối cãi, 5 trong số 7 con cá sấu khóc khi đang ăn. Các nhà khoa học không thể chắc lý do tại sao, nhưng họ nghĩ nó có thể liên quan tới những âm thanh rít, thổi, thở, phun cá sấu phát ra khi đang ăn. Khi đó, không khí bị đẩy qua các xoang, kích thích tuyến lệ dẫn tới sản xuất ra quá nhiều nước mắt. Các nhà khoa học cũng băn khoăn liệu có phải chỉ đơn giản là chuyển động của đầu cá sấu khi ăn khiến cho nước mắt trào ra hay không. Dù thế nào thì cũng không có lý do gì để nghĩ cá sấu có cảm xúc nào đó đối với con mồi nó vô được. Do đó, cá sấu không liên quan gì tới giả tạo cả. Vậy nên lần sau nếu nghi ngờ ai đó không chân thành, hãy nói với họ. Chẳng có lý do gì lôi cá sấu vào cuộc nhé các bạn. Vậy vì sao cá sấu nuốt mồi dưới nước mà không bị sặc? Cá sấu là loài vật vô cùng phức tạp với những khả năng siêu việt đã trở thành động vật cao cấp nhất trong giống loài bò sát. Cá sấu không thể chết vì đói bởi vì cá sấu có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và giúp nó sống sót qua nhiều tháng mà không cần thức ăn. Chúng không thể chết vì bị thương dù là một vết thương rất nặng. Bởi vì cơ thể cá sấu có khả năng ngăn chặn khả năng bị nhiễm trùng, bệnh tật và sau đó tự lành lại một cách nhanh chóng. Dù là một loài động vật ngoại nhiệt, dựa vào nhiệt độ của môi trường như ánh sáng mặt trời để điều hòa nhiệt độ cơ thể, cá sấu không thể chết khi chẳng may rơi vào môi trường nước lạnh hoặc thậm chí đóng băng vì chúng sẽ thò mũi của mình ra khỏi nước và tiếp tục sống trong tình trạng đóng băng bằng cách điều chỉnh lượng oxy cung cấp cho cơ thể. Chúng không thể chết bởi các loài vi khuẩn có hại trong môi trường hay thức ăn, bởi cá sấu sở hữu một hệ miễn dịch vô địch. Chính vì thế mà cá sấu đang là một trong những đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm kéo dài tuổi thọ của con người. Chúng có khả năng phát hiện con mồi từ xa nhờ một cơ quan cảm biến nằm trên da, cho phép chúng phát hiện ra sự thay đổi rung động trong nước. Các cơ quan này cũng chính là thứ giúp cá sấu cảm nhận được sự thay đổi trong môi trường sống của mình, dù là nhỏ nhất, như nhiệt độ hay thành phần của nước. Do môi trường sống và săn mồi của cá sấu là trong nước, chúng có thể thoải mái nuốt con mồi dưới nước mà không sợ chết đuối vì qua hàng triệu năm tiến hóa, cá sấu đã phát triển một loại cơ quan gọi là van vòm miệng, giúp loài động vật này ngăn nước chảy vào thực quản khi ăn dưới nước. Cá sấu treo hàng rào, đột nhập căn cứ quân sự Mỹ. Cư dân Christina Stewart ghi lại cảnh con cá sấu lớn treo qua hàng rào mắt cáo bao quanh căn cứ không quân hải quân ở Jacksonville, Florida hôm 17 tháng 8. Các nhà chức trách ở căn cứ quân sự NAS chia sẻ bức ảnh chụp con cá sấu bám trên hàng rào và cho biết họ không định chuyển nó đi nơi khác.
Chúng tôi có vài con cá sấu trong căn cứ và chúng không tôn trọng các biện pháp an ninh của chúng tôi. Hãy luôn cẩn trọng với trẻ nhỏ và vật nuôi. Những người chơi golf cũng cần chú ý, đừng bao giờ tới gần chúng. Đại diện của NAS Rexon Willey cho biết, cá sấu là những tay leo trèo cừ khôi. Theo Đại học Florida, người dân nên xây hàng rào cao ít nhất 1,5 mét nếu muốn ngăn cá sấu bò vào sân nhà. Hàng rào thấp hơn không đủ để bảo đảm an toàn. Trèo cây là hành vi phổ biến ở cá sấu mõm ngắn và cá sấu mõm dày. Dù không có bộ phận thích nghi đặc biệt để bám vào cành, cá sấu vẫn leo được lên cây với các chi lớn. Cá sấu xảo quyệt chọn thời cơ hạ gục cá mập. Hai người bạn trên thuyền đã tình cờ ghi được khoảnh khắc hiếm gặp khi một con cá sấu vô cùng khôn danh trong lúc săn mồi. Kennedy và Silic có chuyến đi thuyền ngoài khơi Australia trong một hành trình kéo dài một tuần. Họ làm thịt những con cá vừa câu được và ném những miếng thịt thừa xuống biển. Vài con cá mập nhỏ bơi vòng quanh để ăn những mẩu cá được ném xuống. Bất ngờ, một con cá sấu khủng xuất hiện, tiếp cận những con cá mập nhưng rõ ràng nó không quan tâm tới những miếng thịt vụn. Con cá sấu kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi những người trên thuyền ném một con cá khác xuống nước. Những con cá mập vồ vập lao lên cướp mồi thì bất thình lình cá sấu đấp gọn đầu một con cá mập và lôi đi. Những người trên thuyền nhìn thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi từng nhìn thấy cá mập và cá sấu trong tự nhiên, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cá sấu tấn công cá mập, ông Kennedy nói với tờ The West Australian. Mọi người trên thuyền đều rất ngạc nhiên, đó không phải là điều bạn nhìn thấy mỗi ngày. Vậy vì sao cá sấu có thể giết chết kẻ thù ngay cả khi ngủ? Bên cạnh kỹ năng săn mồi đáng sợ, cá sấu còn sở hữu đôi mắt sắc lạnh với những điều bí mật mà các nhà khoa học vừa mới phát hiện. Cá sấu nổi tiếng là những kẻ săn mồi thượng hạng trong môi trường chúng sống. Một số loài cá sấu dám tấn công và giết cả sư tử, động vật móng guốc lớn và thậm chí cả cá mập. Bên cạnh sức mạnh chết người cùng vẻ ngoài đầy sắc lạnh, cá sấu còn sở hữu loại vũ khí có thể giết chết các loài khác kể cả khi đang ngủ. Trong một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Australia, cá sấu có thể ngủ một mắt nhắm, một mắt mở. Theo đó, các nhà khoa học nghiên cứu cho biết, khi ngủ, một bán cầu não của cá sấu ngủ theo, bán cầu não còn lại sẽ thức để cảnh giới. Các nhà khoa học gọi đó là hiện tượng ngủ nửa não. Đó là lý do vì sao chúng ta thường thấy cá sấu thường có trạng thái một mắt nhắm, một mắt mở. Để có được kết luận này, các nhà khoa học đã phải thường xuyên theo dõi cá sấu cả ngày lẫn đêm. Cùng với cá sấu, còn có nhiều loài động vật khác cũng ngủ với trạng thái như vậy, bao gồm một số loài chim, cá heo, hải mã và động vật bò sát khác. Những con cá sấu lớn có thể cắn với một lực trên 2.500 kg. Chẳng hạn như một con cá sấu nước mặn lớn đã ngoạm vào cổ, kéo xuống nước và giết chết con ngựa đực nặng 1 tấn có sức kéo 2.000 kg và bộ hàm của nó có khả năng nghiền nát xương sọ của con trâu hay cái mai rùa chỉ trong vài giây. Bên cạnh đó, khi ở dưới nước, cú đớp của sát thủ đầm lầy rất đáng sợ, kết hợp với khả năng vặn mình xoay tròn trên mặt nước, khiến con mồi nhanh chóng bị chết. Chúng mình lòng khám phá, nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!